Dạ em xin kính chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Minh Đức Giang Phúc Sen Cao Bằng của Sở Thái Lương Công. Hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2023. Em lên tổng gồm có 15 con dao. Ở đây thì em cũng chia thành 15 mã để các bác có thể xem dễ dàng và lựa chọn hơn các bác nhé. Vâng, địa chỉ của xưởng thì nhà em thì nằm ở bản Park Rằng, xã Phúc Sen, huyện Cổ Hòa, tỉnh Cao Bằng các bác nhé. Các sản phẩm dao của nhà em thì hoàn toàn thành thủ công bằng nhíp xe và thép trắng cốc rỉ. Bác xem video nếu mà ưng ý muốn sử dụng, muốn trải nghiệm các sản phẩm dao của làng nghề thì các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết nối Zalo theo số 0344210967 các bác nhé. Còn dao đây thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từ sản phẩm một về kích thước, cân nặng cũng như là giá cả của từng sản phẩm. Mời tất cả các bác dõi theo và lựa chọn dao của em nhé. Ở mã số 1 em có lên một cây đoản đao hèn bằng thép trắng không rỉ, có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 21 đến 22 cm, bàn rộng sẽ rộng vào khoảng 3,5 và độ dày sống dao thì sẽ dày cỡ 5 ly. Đã. Cán ốp dài vào khoảng 11 đến 12, tán 2 đinh. Ở cuối cán này nhà em có ốp thép trắng không rỉ, ở cuối cán này nó nhìn rất là chắc chắn và đẹp. Ở đây thì nhà em có thiết kế cái chắn tay này. Chắn này thì nhà em cũng lấy thép không rỉ về làm cái chắn các bác nhá. Mình đi rừng chặt được hoặc là mình có thể sử dụng để sưu tầm. Ở phần mũi dao thì nhà em có mài móc xuống một chút này. Và trên thân dao thì sẽ có kẻ hai cái đường rãnh. Mỗi bên là một đường rãnh các bác nhá. Cây này thì nhà em không đóng chữ TN đấy ạ. Cái này thì giá em đang bán là 500.000 đồng các bác nhá. Cây dao thứ hai cũng tương tự như cây dao số 1, chỉ khác là bản rộng của nó sẽ rộng hơn một chút thôi. Còn về quy cách kiểu dáng thì nó cũng y hệt nhau các bác nhá. Cái này rộng hơn một chút và cái này thì có đóng chữ TN đấy ạ. Bác nào có nhu cầu lấy bản hẹp hẹp hơn mình có thể lấy số 1, bản rộng hơn mình có thể lấy số 2. Em sẽ để đồng giá là 500.000 các bác nhá. Số 1, số 2 là cán ốp này. Em chuyển sang số 3 thì cũng tương tự như cây dao số 1 và số 2. Nó chỉ khác nhau về loại cán thôi. Cán này thì nhà em là bằng cán tra 82 đinh. Khâu này thì là khâu đồng này. Chắn này thì nhà em còn thiết kế chắn đồng. Chắn này thì là chắn đồng vàng các bác nhá. Cái này thì nhà em ban này em quên chưa kẻ cái rãnh này. Lát nữa thì em sẽ kẻ cho nó. Nhưng cây dao số 1 và số 2 các bác nhá. Cái dòng cán tra này nó sẽ rẻ hơn. Cái con này thì em sẽ để với cái giá là 400.000 các bác nhá. Bác nào có nhu cầu lấy nhíp xe thì con hàng như này thì sẽ có giá là 350.000 đồng ạ. Còn thép trắng như cây dao số 3 hiện tại giá sẽ là 400.000 đồng một dao bao ship các bác nhé. Em chuyển sang mã số 4. Mã số 4 thì là một cây dao găm. Cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 17 cm, rộng vào khoảng 4,5. Độ dày thì sẽ dày cỡ 6 ly các bác nhé. Rèn bằng thép trắng không rỉ, cán 83 đinh này và một lỗ xỏ dây, mình có thể xỏ dây hoặc là treo dao vào đây đều được này. Cái này đi rừng chặt được các bác nhé, hoặc là mình có thể dùng để sưu tầm cũng được này. Đó, cái này thì em sẽ bán được cái giá là 350.000 đồng một dao bao ship các bác nhé. 350.000 đồng ở mã số 4 này. Tiếp theo thì mã số 5. Mã số 5 thường là một cây dao tanto, sẽ có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 30, cán dài vào khoảng 14 đến 15, rộng 3,5 và độ dày 5 ly các bác nhé. Cán thì nhà em thích cái khớ vân giả trúc này, 83 đinh và một lỗ sọ dây. Ở phần mũi này thì nhà em có cắt vát này, dòng thép trắng không rỉ, trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không bị hắn thị các bác nhé, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Cái số 5 giá cũng là 350.000 đồng ngang với cái dao số 4 này. Em chuyển sang mã số 6 này. Mã số 6 thì là một cây dao chopper chuyên đi rừng chặt cây, hoặc là mình có thể sử dụng trong nhà bếp chặt các loại xương to, xương ẩm chân dài đều chặt được này. Cái này thì lưỡi dài vào 30, rộng vào khoảng 6 và độ dày thì sẽ dày cỡ 5 ly các bác nhé. Cán ốp dài vào khoảng 14, tán 3 đinh, ở cuối cán thì có để hở ra cái phần tang cán, mình có thể xỏ dây hoặc là treo dao vào đều được này. Cái này thì có cái vân gỗ rất là đẹp các bác nhé. Nặng vào khoảng 950 đến 1 kg, cầm khá là đầm tay. Dòng thép trắng không rỉ, trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không bị hán rỉ, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Mình vệ sinh dao nó sẽ dễ dàng hơn, bảo quản rất là dễ dàng. Mã số 6 giá sẽ là 450.000 các bác nhé. 450.000 ở mã số 6 này. Em chuyển sang mã số 7 này. Mã số 7 cũng là dòng chopper, nhưng mà cây số 7 thì nhà em thần bằng hiếp xe, bản đen các bác nhé.
Cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi dài vào 27 này, 27,5, bản rộng sẽ rộng vào khoảng 5,5. Độ dày thì sẽ dày cỡ 6 ly các bác nhé. Rèn bằng hiếp xe, bản đen truyền thống này, cán tán 4 đinh và một lỗ xỏ dây. Ở đây thì nhà em có ốp miếng lót này, lót miếng lót này là màu xanh các bác nhé. Dạ. Cái này thì sẽ nặng vào khoảng 900g, 850-900g. Mình chuyên chặt các loại sen to sông ở chân giò cũng được chặt được các bác nhé. Mũi này thì nhà em thiết kế mũi vót một chút này. Đó, cái này thì giá là 400.000 các bác nhá. Ở mã số 7, 400.000 là cái dao chopper thì bằng nhíp xe. Em chuyển sang mã số 8 này. Mã số 8 thì là một cây dao parang bự này. Cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi dài vào 30 cm, cán dài 14, bán 6 đinh và một lỗ xỏ dây. Cái này thì nó sẽ nặng vào khoảng 8, nó sẽ nặng vào khoảng 1,2 đến 1,3 kg các bác nhá. Dòng cán ốp phân tang. Độ dày sống dao thì sẽ dày cỡ 1 cm, rất là dày dặn và nó sẽ thon dần về mũi. Phần mũi thì nó sẽ dày vào khoảng 7 ly, 6 đến 7 ly, dòng cán ốp phân tang các bác nhá. Dạ. Rất là chắc chắn. Ở đây thì mạch cách lưỡi dài vào khoảng 2 cm. Chuyên chặt các loại xương to xương ống chân dài được chặt được này. Cái này thì khá là nặng và đầm tay. Các bác mua con hàng này thì nhớ là cân nhắc thật là kỹ nhá, bởi vì con hàng này khá là nặng đấy ạ. Cái này thì em sẽ bán với cái giá là 500.000 đồng một dao ở mã số 8 các bác nhé. Em chuyển sang mã số 9 này. Mã số 9 thì cũng là một dáng parang. Parang này thì nó sẽ hơi nhọn một chút. Lưỡi dài vào 30, cán dài vào khoảng 14, rộng vào khoảng... Em sẽ tính chỗ rộng nhất này các bác nhé. Rộng vào khoảng 7, gần cán thì nó sẽ rộng vào khoảng 5 thôi. Ở gần cán thì có thêm một cái lỗ này, có thêm cái G này. Mình có thể... trong quá trình cầm mình có thể tì tay vào đây, mình không lo bị lưỡi tay của mình chạm tới lưỡi dao các bác nhá. Khoan cái lỗ này mình có thể treo dao này đều được các bác nhá. Gỗ này thì toàn bộ nhà em đều ốp bằng gỗ cẩm chỉ, nhíp thì là nhà em dùng nhíp xe, nhíp đỏ. Cái này đi thường chặt phát chặt thoải mái các bác nhá. Phần mũi này thì nó vát này và thêm khoan thêm một cái lỗ này, nhíp xe đánh nhám cả hai mặt. Đây là chữ TN là con dấu của sự rẻ nhà em các bác nhá. Cái này thì không phải quá là nặng đâu, nhưng mà cũng thuộc cái dạng nặng rồi đấy ạ. Nó sẽ nặng vào khoảng 850g đến 900g. Giá 400.000 đồng các bác nhé. 400.000 đồng ở mã số 9 này. Em chuyển sang mã số 10. Mã số 10 thì là một dòng phát hoang. Lưỡi dài vào 30, cán dài vào khoảng 14 này. Tổng thể con hàng này thì nó sẽ dài vào khoảng 45 cm, rộng vào khoảng 6 này. Gần cá này nó sẽ rộng vào khoảng 5. Con hàng này nó sẽ thiết kế to dần về mũi các bác nhá. Gần cá nó sẽ được thu hẹp lại, còn nó sẽ to dần về mũi. Lực chặt của nó sẽ khỏe hơn các bác nhá. Ở đây thì nhà em có khoan thêm cái lỗ này. Đây, treo dao hoặc là trong quá trình sử dụng mình có thể nó sẽ gọi là điểm giữ này, mình không lo bị tuột tay các bác nhá. Đây, dày 4 ly thôi, nó không quá là dày, vừa phải, chặt vừa tay. Đây ạ. Cái này thì đi thử chặt phát chặt thoải mái các bác nhá. Cho nhà bếp mình có thể chặt được gà, vịt, chặt sườn được này. Cái này thì giá em sẽ để là 350.000 đồng ở mã số 10 ạ. 350.000 đồng ở mã số 10, dòng phát hoang, hàng bằng nhíp xe các bác nhá. Tiếp theo thì em chuyển sang mã số 11 này. Mã số 11 thì em có lên một cây dao mèo size lưỡi dài vào 30. Dao mèo thì nhà em có nhiều size, lưỡi dài 15, 20, 23, 25, 28 và 30. Giá nó sẽ tăng dần. Size nhỏ nhất giá lưỡi sẽ là 15, giá là 200.000. Có như cái mẫu này thì lưỡi dài vào 30, cán dài vào 14, tán 2 đinh và một lỗ xỏ dây này. Cán thì nhà em cán tra với thiết kế khứa vân giả trúc này. Bản rộng sẽ rộng vào khoảng 5,5, độ dày thì sẽ dày cỡ 7 ly và thon dần về mũi. Chuyên đi rừng chặt phát, chặt thoải mái các bác nhá. Hoặc là mình có thể sử dụng luôn cho nhà bếp cũng được. Cho nhà bếp mình có thể chặt gà, chặt vịt, chặt sườn. Phần mũi mình có thể thái và lọc được này. Dạ, rèn bằng nhíp đánh nhám cả hai mặt các bác ha. Khâu này thì là khâu đồng. Bên trong thì nhà em có khoan, đổ keo, tán chốt mình rất là chắc chắn. Nên là mình không lo bị tán long hoặc là tuột cán các bác nhá. Cái này thì lưỡi dài vào 30, giá sẽ là 350.000 đồng ạ. Em chuyển sang mã số 12. Mã số 12 thì là một cây cũng gọi là dáng mèo đi. Sẽ có chiều dài lưỡi dài vào khoảng 30 cm, từ chắn cho tới mũi dao. Cán dài vào 14, 82 đinh, một lỗ xỏ dây này.
Bản hồng sẽ rộng vào khoảng 6, hơn 6 một chút. Chỗ rộng nhất vào khoảng 6 các bác nhé. Gần cái này nó sẽ được thu hẹp lại này. Phần sống sống mũi sẽ được mài móc lại hai bên. Đẹp. Hèn bằng nhíp đánh nhám cả hai mặt các bác nhé. Có thiết kế thêm cái chắn tay, chắn đồng vàng các bác nhé. Cái này thì cầm khá là đầm tay, dạ, dày 6 ly. Bao chặt các loại xương to, xương ống, chân giò các bác nhé. Cái này thì em sẽ để với cái giá là 400.000 đồng. Một dao bao ship các bác nhé, ở mã số 12 ạ. Mã số 13 thì hôm nay em có lên một cây dao duy, một cây cây dao chuyên làm bếp. Chuyên làm cá này. Một cây dao bếp duy nhất này. Giá phi lê, thép trắng không rỉ. Lưỡi dài vào 28, cán 15, rộng 3,5 và dày 3 ly. Mình sử dụng để thái, lọc thịt các bác nhé. Tán một đinh chốt thôi. Bởi vì cái con hàng thái mình chỉ cần tán một đinh đủ keo nên là nó rất là chắc chắn rồi. Cái này thì giá sẽ là 300.000 đồng các bác nhé. Mã số 13, 300.000 đồng. Một cái dao phi lê trên làm cá. Em chuyển sang mã số 14 này. 14 em có lên một cây dao quắm, xài lưỡi dài vào 25. Không biết tới 25 không nhỉ? Em sẽ tính là lưỡi 23 nhé. Bởi vì cái chỗ mài bén này thì em chỉ mài bén là tầm 23cm thôi. Còn phần mọ này nó sẽ dài vào khoảng 3cm. Cái này thì lưỡi dài vào 23, mọ vào 3. Tổng thể của con hàng này, cái cá này thì nó sẽ dài vào khoảng 20cm. Tổng thể của con dao này nó sẽ dài vào khoảng 46-47cm các bác nhá. Hẹn bằng hiếp xe. Và con hàng này thì nhà em làm dày 5 ly. Mình chuyên đi rừng chặt cây, chặt cành, chặt củi đều chặt được này. Đi nương, làm rẫy này, phát cỏ rất là dễ dàng. Cái này thì giá là 250.000 các bác nhá. Cá này thì nhà em là cá nghiễn. Mã số 15 thì là một cây dao, cũng là một cây dao quắm nhưng mà bản lưỡi nó dài hơn. Tổng thể con dao này thì nó sẽ dài đấy ạ. Tổng thể nó sẽ dài vào khoảng 57cm từ cán cho tới mũi dao các bác nhá. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 34cm. Bản rộng, chỗ rộng nhất này thì rộng vào khoảng 5,5 và độ dày 5 ly. Mình cũng đi rừng chặt phát chặt thoải mái các bác nhé. Cái con hàng này dài hơn nên là mình chặt có thể chặt được cái cành cây cao hơn, xa hơn. Nếu mà mình muốn lấy con ngắn hơn, mình lấy con số 14 các bác nhé. Cái này thì dài hơn nên là giá nó sẽ là 280 ạ. Ngắn hơn thì giá là 250.000 các bác nhé. Vâng, em vừa mới giới thiệu đến cả nhà mình tổng cùng 15 mã dao chuyên đi rừng chặt cây phát cỏ này, dao mẫu, dao găm này. Các bác nếu mà có nhu cầu đặt hàng mẫu, hàng thiết kế thì các bác có thể liên hệ đến em theo số 0344210967. Các bác có thể up Zalo gửi hình ảnh kèm kích thước để em có thể tư vấn kỹ hơn cho tất cả các bác nhé. Còn bây giờ em xin mời tất cả các bác cùng ngắm lại 15 mẫu dao của nhà em hôm nay lên này. Đây, còn bây giờ thì em xin dừng lại video em ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video tiếp theo. Em xin kính chúc tất cả các bác lựa chọn cho mình được những con hàng thật là ưng ý này, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Các bác nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ em thật là nhiệt tình nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.